mày ở đang ở đâu mày tìm cho cô tìm cô đến không quá thì mày đến mới giúp cô, giờ tiền cô chả có đồng nào Hùng ơi. Bà nhanh đấy bảo bà thì nó có vẻ nhanh đấy thôi nhá. Về đi, ở đây về giờ cô không có tiền cô về làm sao? Cô không có mà ăn bây giờ. Mày phải đến mày đón cô chứ mày đang ở chỗ đâu mày đón cô không có cô chết đi. Không không thể đón được. Bà bà với thầy về đi. Về bây giờ. Bây giờ cô về đâu, tiền không quá thì xe thì cậu ở đây thì không có cái ô tô nào nó chạy vậy thì cô đi biết ở đâu mà cô về. Chết cái rồi, bây giờ thằng anh quài với cân hoa nó bỏ tao ở đây, giờ tôi về làm sao được chứ xe thì không có, tiền thì không. Bây giờ tôi về bằng cách nào, hai đứa nó khốn nạn nó mang con đi nó bỏ chợ như vậy. Tôi liên lạc với ai được bây giờ, chết tao rồi. Mẹ cái thằng anh quài khốn nạn vậy. Nó lừa tao đi lên đây xong nó lại bỏ đả tao ở đây nên nó về nữa, nó cứ khổ tao rồi. Không biết làm cách nào. À em tôi thử đi gọi cho thằng Hùng xem là có được không à. Không biết là có liên lạc được với nó không nữa chứ chết tao rồi. Mẹ cái thằng này đi đâu mà gọi điện nó còn không nghe nữa chứ. Hùng ơi, mình nghe mày đi Hùng ơi. Không biết là con Hoài nó đi đằng nào nó không nghe mày nữa, khổ tao bây giờ tao làm sao tao về được. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn. Chết tao rồi. Giờ thì tao liên lạc với ai được. Tôi gọi lại lần nữa xem nào. Mẹ con này không biết nó làm gì mà nó lại không nghe máy vậy nữa. Hoài ơi, Hùng ơi, mình nghe máy đi, cô xin chúng mày đi, giờ thằng anh quài nó bỏ cô ở đây rồi. Quý khách vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Thôi khổ tao rồi, bây giờ tiền thì không có. Bây giờ thì làm cách nào được, người đi đường thì không có xe, có cộ như vậy. Một mình tao giữa cánh đồng như vậy, giờ thì trong rừng như vậy, tao về biết đi đâu về đâu bây giờ. Thế không biết thì cái tin quân này nó lừa mình, nó mang con đi, nó bỏ chợ. Cái thằng anh quài nhìn cái mặt nó thế mà nó đều giả vậy nữa. Mồm nó nói ngon đi, nó bảo cô cứ lên xe cô đi cháu chở đi, cháu chở về, bây giờ nó không chở về. Mẹ, cái thằng Hùng nữa. Không biết làm cái gì mà hai đứa nó đi đâu mà nó lại không nghe điện thoại chứ. Tao mà điện lần này nữa mà không nghe máy tao bật cái điện thoại đi cơ. Tao liên lạc được với ai bây giờ? Nó lại không nghe, nó tắt đi chứ. Mình gọi cho nó nên cần tắt đi, không biết nó làm gì mà nó không nghe. Hùng ơi, mình nghe máy đi Hùng ơi. Không. Alo. Hùng ơi. Mày ta đâu gọi, ta bảo mày đón cô với bây giờ thùng anh quài với cân hoa nó bỏ tao giữa trong cái đồi như vậy, tao không biết là ở đâu nữa mà giờ tiền tao không có, giờ chúng nó về mất rồi. Thôi, bà lừa tôi nè, bà bảo với thằng anh quài đang tính tình hành bà là mang view đâu nha. Không, tao xin mày đi, bây giờ nó bỏ tao một mình tao ở đây này, nó bảo tìm không thấy chúng mày, nó bỏ tao, nó lên xe nó về hết rồi. Bây giờ chúng mày... Bà, nó bỏ được bà thì bà nghĩ chứ tôi không bỏ được bà. Không, bây giờ có một mình tao thôi, bây giờ mày cũng bỏ tao vậy thì tao cơm tao không có mà ăn được, tiền tao không có, tao lấy gì tao thuê xe tao về, bây giờ mày bảo tao làm sao, mày không đón tao với à? Tìm đường mà về, thấy chưa? Tìm đường bây giờ tao biết đường nào, bây giờ ở giữa nơi vùng hoang hô du. Không, không có thằng anh quài ở đây đâu, tao thề tao xin mày đấy, mày đi mày đi đón cô với mày ở đâu? Không. Dạ. Tôi thì bây giờ hơi khó rồi. Con Hoài đâu, mày cho tao gặp con Hoài đi. Bây giờ chúng mày không đón tao, mày để tao ở giữa quả đồi coi như là cây cối tùm như vậy, tao không có một cái xe nào để đi qua đây. Vậy,
Vậy thì chúng mày đẻ ra chết cả vì không đoán tao, thằng anh quài nó bỏ tao rồi, con Hoa nó bỏ tao rồi, tao xin mày đấy. Ừ. Hoài ơi, Hoài, bây giờ thằng anh quài với liệu con Hoa nó bỏ cô rồi bây giờ. Ừ, thì đi lên, mày đang ở đâu mày đoán cô với mày bảo thằng Hùng đoán cô với không có thì cô ở giữa quả đồi như vậy chúng nó bỏ cô đây này. Đừng 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 tắt máy, cô đang ở đây một mình, đừng tắt máy ở đây cho cô nói. Ồ, đừng tắt máy, có một mình cô thôi, nói đi. Đang ở chỗ nào? Thôi nó tắt mất máy rồi, bây giờ thì ta làm sao được, chết ta rồi, khổ ta rồi. Bây giờ ta biết đi tìm ở đâu bây giờ? Xe thì không có, tiền thì không. Mẹ con này không biết làm cách nào được nữa chứ. Trong nhân đồi núi như vậy, cây cối như vậy thì ta đi làm sao được, xe thì không có. Tao điện lại lần nữa. Không biết là nó đi đâu. Nó lại không nghe máy nữa rồi. Điện thì nó thuê bao rồi. Nghe máy đi Hùng ơi. Đoán cô với chứ. Bây giờ bạn đang ở đâu? Đấy, hôm cháu gửi định vị cho cô. Bây giờ cô đang ở cái quả đồi đấy tìm ba đứa chúng ta tìm mà chúng mày không thấy, là nó bảo là không thấy chúng mày nữa, là nó về rồi, nó bảo là nó bỏ ta đây cho ta chết, coi như là tiền nó không có một đồng nào, nó trả điện thoại cho tao rồi. Thì mày ở đang ở đâu mày tìm cho cô tìm, cô đến không có thì mày đến mới giúp cô, giờ tiền cô chả có đồng nào Hùng ơi. Bà nhanh đấy, bảo bà với nó có vẻ nhanh đấy, cô nhờ, đi, cô về đi, cô ở đây nữa, về giờ cô không có tiền cô về làm sao? Cô không có mà ăn bây giờ. Mày phải đến mày đón cô chứ, mày đang ở chỗ đâu mày đón cô, không có cô chết đi. Không, không thể đón được. Bao, bà với bài, về đi. Về bây giờ. Về nhá. Bây giờ cô về đâu, về đâu? Tiền không có thì xe thì cậu ở đây thì không có cái ô tô nào nó chạy vậy thì cô đi biết ở đâu mà cô về. Alo. Mày đón cô nha, không quá tối rồi cô không biết. Trời mưa trời gió xe cộ không quá thì cô ở rừng ở rú như vậy tối cô ngủ vào đâu, choài lèo thì không. Vậy không có anh quài đây thì cô xin mày đấy Hùng ơi, mày giúp cô với, mày cứu cô với nhanh lên nhá. Cứu cô với sao? Nó bảo là không tìm thấy chúng mày, giờ hết tiền là hai đứa chúng nó lên ô tô nó về rồi, còn có mình cô ở đồi thôi mà mày bảo. Bà cũng xin nó về, bà cũng xin nó để cho nó về, cho về mà bà ở đây lại được gì? Tao quỳ nó xuống tao xin lại nó mà bảo cho tao về mà nó cần đâu không cho tao về, vậy thì bây giờ mày bảo tao làm sao? Nó bảo là bà chết đi, bà ở đây cho mình bà rừng núi đây cho bà chết đi, nó bảo tao vậy bây giờ tao điện cho mày mà mày lại bảo không đoán tao thì tao làm sao? Đến đi, đến đón cô đi, nhanh lên. Mày không đến đón à? Mày để tao chết à? Ồ, cái thằng này hay nhảy đến đón cô chứ. Thôi, nó lại tắt rồi, mẹ cái thùng. Đều giả vậy, không biết nên chi đang nói thì nó lại tắt đi. Bây giờ thì một mình ở giữa quả đồi như vậy thì xe cộ không có, tao biết đi đâu về đâu, tao ăn cái gì tao sống được chứ. Khổ thân tao rồi, bây giờ.